Chiều ngày 14 tháng 11 theo giờ bờ đông của nước Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Kamala Harris của Đảng Dân Chủ đã thực hiện nỗ lực vận động phút chót trước thêm giờ bỏ phiếu tại các bang chiến trường. Cựu Tổng thống Donald Trump đã có các cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Bắc Carolina, bang Pennsylvania và tiểu bang Michigan. Bắc Carolina có 16 phiếu đại cử tri, Michigan có 15 phiếu đại cử tri, trong khi Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri được giới phân tích nhận định là bang chiến trường có ý nghĩa quyết định nhất trong chiến dịch bầu cử năm nay. Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 4 tháng 11 cũng có hàng loạt nỗ lực vận động con thoi tại bang chiến trường quan trọng nhất Pennsylvania. Bà Harris bày tỏ tin tưởng đang có nhiều lợi thế cho ông Trump và bà sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Theo kết quả cuộc thăm dò cuối cùng trước giờ bỏ phiếu do tờ The Hill's Emerson College Polling thực hiện, hai ứng cử viên đang ở thế cân bằng trên phạm vi toàn quốc khi cùng nhận được 49,3% số phiếu ủng hộ. Tại các bang chiến trường, ông Trump dẫn trước ở Arizona, Georgia, North Carolina và Pennsylvania. Bà Harris nắm ưu thế ở Michigan và Wisconsin, hai ứng cử viên cân tài cân sức tại Nevada.